Rồi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Tí Tiền Tỷ và hôm nay chúng ta lại tiếp tục với series ARK ở map Genesis. Và ở tập trước thì mình có bắt được một cái cụ rùa cái đó bạn, đem về để kết hợp với cụ rùa của mình đang có ở nhà để sinh sản. Thì ở tập trước mình ném cái quả cầu ra để bạn, mình quên nhìn cái thời gian cooldown cho nên là bị ngủ ở đây. Mình đã cố gắng cho ăn rất là nhiều cái quả berry màu trắng để nhanh tỉnh hơn, nhưng mà có vẻ như là không thấm thía vào đâu hết các bạn. Trời ơi, rất là lâu luôn á. Cho nên là mình cứ để đây từ từ các bạn cho tỉnh lại ha. Còn phía bên đây là bé rùa ở tập trước rồi các bạn. Đó, bé rùa đã được mình ấp từ cái quả trứng ra đó các bạn. Ấp em rùa này thì rất là cực luôn á. Nhưng mà bây giờ thì cũng đã lớn rồi nè các bạn. Đó, bây giờ thì trở thành rùa khổng lồ các bạn. Trưởng thành rồi. Đó, mình đã cộng máu vô nè. Máu thì bây giờ đang chờ hồi phục nè các bạn. Rùa này thì mình đã chăm sóc lên tới tận 100%, cho nên mỗi lần cộng vô nè, tăng rất là nhiều máu luôn các bạn. Mình đang chờ đợi cho hồi phục máu là đầy rồi đó. Mình tính là trong tập ngày hôm nay mình sẽ xây dựng một cái bẫy ở trên lưng của cái rùa khổng lồ nè các bạn, để mình đi bắt cái con cá mosa đó, cá mosa, làm cái bẫy rồi bắt cá mosa. Nhưng mà máu bây giờ thì chưa có hồi phục lại, cho nên là chắc là chờ cho hồi phục lại các bạn đầy rồi mình sẽ làm cái bẫy luôn ha. Cho nên cái dự án này mình sẽ tạm dừng lại đi, để từ từ cho rùa nó hồi phục máu đầy cái rồi mình sẽ xây dựng cái bẫy, mình đi bắt cá mosa luôn ha, cá mosa luôn. Rồi đây thì ngủ rồi, ngủ bơi mỏ luôn nè. Cho nên trong tập ngày hôm nay mình sẽ thay đổi dự án một chút các bạn. Mình sẽ chuyển sang cái dự án là sử dụng cái con rắn khổng lồ nè. Mình bắt cách đây cũng vài tập rồi nhưng mà chưa có sử dụng nhiều, cho nên hôm nay mình sẽ lấy hết đồ đi. Mình sẽ hút vô trong cái quả cầu luôn. Con cá thì cất ở trong này chứ để bấm lộn văng ra ngoài nữa. Rồi mình hút vô trong quả cầu, mình đem đi bắt một vài con khủng long các bạn. Con này thì lần trước có thể test thử với con cóc đó bạn. Đó, nó cắn lên turbo nhìn đã lắm kìa. Cho nên là mình hôm nay mình sẽ làm thử đi bắt khủng long luôn trong tập ngày hôm nay. Thì ở trong những tập trước các bạn có khá là nhiều bạn kêu mình á đi bắt cái con khủng long gọi là khủng long xoáy nước á. Thì mình có cái yên trong này nè. Đó, yên khủng long xoáy nước. Các bạn nói là con này thì mạnh lắm các bạn, cho nên là mình cũng muốn đi bắt thử á. Với lại có khá nhiều bạn yêu cầu, cho nên là hôm nay mình sẽ đi bắt thử một con luôn ha. Con này thì ở bên khu vực đầm lầy thôi, cho nên là mình sẽ sử dụng con này thì bây giờ chứa sử dụng là chứa đồ rồi, cho nên là sử dụng cái con phía bên đây đi ha. Rồi, cho nên là lên phía bên trên luôn các bạn, để mình qua khu vực đầm lầy luôn ha. Mấy con khủng long xoáy nước á, thì mình biết là ở bên khu vực đầm lầy có nhiều lắm, nó là cực kỳ nhiều luôn đó các bạn. Mình sẽ dịch chuyển qua hướng bên đầm lầy và hướng N, hướng cái căn cứ cũ của mình đó các bạn. Ở chỗ đó mình lần trước mình sống ở đó liên tục bị mấy con quỷ đó nó tấn công bạn, nó quanh tạc, nó tấn công các kiểu, mình giết rất là nhiều con ở phía bên đó đó, nhưng mà nó cứ liên tục spawn ra thôi. Hôm nay thì mình sẽ qua phía bên đó luôn, để có con nào cao cao mình sẽ bắt luôn ha. Con này của mình cũng lên cấp nè, bây giờ chỉ có thể cộng máu cho nó. Với lại con này bây giờ chưa biết tăng gì cho nó đây. Con nhện của mình đang sở hữu thì cộng quay các bạn, cộng quay, cộng sức mạnh với cộng tốc độ rồi. Vậy này thôi, cứ để nhiều nhiều điểm mình cộng lần luôn ha. Máu của nó bây giờ cộng lên thì lát nữa nó sẽ tốn food á, tốn thức ăn, cho nên là sẽ bỏ thịt cho này cho nó ăn luôn đi. Rồi bây giờ thì quăng con rắn đó luôn các bạn. Để con nhện thì mình sẽ để nó ở gần gần khu vực ở đây nè. Ủa, thấy con xoáy nước các bạn. Đây, để ở đây và cho nó ở chế độ tự bảo vệ bản thân đi ha. Rồi, quăng con rắn ở phía bên ngoài để mình sử dụng nó để đi tem thôi. Phía bên kia mình thấy có con xoáy nước kìa. Đó, mới vào phía bên đây thôi là đã thấy rồi. Nó đâu rồi ta? Nó phía đằng xa xa kia kìa. Đây, con này cấp độ 95 hả bạn, là con đực nè. 95 cũng được ha. Rồi, nó làm gì vậy? Sao nó đơ ra như con khủng long mũ vậy? Nó bị gì á, nó đơ ra kìa. Đây, con này cấp độ có 95 hả bạn, cho nên là cho nó ăn cục độc đi. Rồi hụt luôn rồi, thôi cắn luôn đi. Cho nó ăn cục độc luôn nè, táp luôn đi. Sẵn mình lấy thịt luôn ha. Đây, táp cho một phát. Chạy đi đâu? Phun nữa, phun khói nữa hả? Phun khói nè. Rồi con kia. Ai da, ai da, ai da, ai da, ai da, ai da. Ai da nè. Nó nhảy vô nó táp bệnh rồi. Cho nên là xử nó luôn á. Mình sẽ đi tìm mấy con khủng long xoáy nước nào đó lên vào cao cao một chút để mình bắt luôn cho nó xịn ha. Phía bên kia thì có một con nữa nè, nhưng mà 85 thôi nha. Cho nên thôi, đi lên hướng bên đây nè. Đây, bên đây có thêm nữa nè. Mấy con này bên đây nhiều lắm, nhưng cấp độ có 25 thôi ha. Cho nó ăn cái quả cầu độc luôn đi. Rồi hụt rồi. Ăn cái quả cầu độc luôn nè, một phát chết tươi luôn rồi.
Cái này cá sấu đó hả? Cá sấu bự, cá sấu nhỏ gì đó thì mình xử hết luôn. Tìm thử xem coi có con đây 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 đây, thêm một con nữa này các bạn. Kiểm tra level của nó xem coi. Cấp độ có 50 hả? Đây mình thử coi cho bạn. Mình thử coi nó tăng turbo ra làm sao đây. Đây nó tăng lên được 500 mấy turbo bạn, lên luôn nè. Đó, lên được 1000 turbo, 1001. 1003 turbo các bạn. Ua, bỏ chạy rồi, bỏ chạy rồi. Dí heo tám phát nữa là ngủ á. Vậy là một nhát trắng thường của mình thì tăng được rất là nhiều turbo các bạn. Bạn có thể đánh ngủ được con này rồi. Đó, ngủ rồi kìa. Được 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 nha. Ngủ rồi nhưng mà level có 50 thôi cho nên là ăn thịt luôn đây. Mình sẽ tìm con nào đó cao cao một chút để mình bắt. Mình sẽ đi sâu vô trong khu vực đầm lầy. Đây đây có thêm một con nữa nè. Con này 145 luôn hả? À, đây 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 đây, đây rồi các bạn, đây rồi, đây rồi. Táp cho một phát nha. Rồi, chờ đợi cho nó tăng turbo lên nhiều nhiều một chút các bạn. Rồi mình sẽ cắn thêm một phát thứ hai nha. Đây, dụ nó lên trên bờ luôn các bạn để dễ dàng quản lý hơn. Đây, cắn thêm một cái nữa nè. Cắn nhưng mà chưa dính. Ok, cắn thêm được một cái nữa. Ây da, ây da, ây da. Cắn nhưng mà trúng con cá sấu không vậy? Cắn thêm một cái nữa nè. Rồi, bơi lên phía bên trên cái. Nó bỏ chạy phải không? À chưa 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 chưa. Turbo tăng chưa được nhiều đó các bạn. Lên được bao nhiêu rồi? À, được 1500 rồi. Cắn thêm một cái nữa nè. Đó, bắt đầu tăng lên các bạn. Lên tầm 2000 mấy liền. À, cái con cóc nó cắn mình dữ vậy. Cóc cắn mình không sao đâu. Tăng lên 2700 rồi các bạn. 2700 ngừng lại. Cắn thêm một cái nữa để cho tăng lên tiếp nha. Và mấy con cóc liều nè. Dứt mấy con cóc hết đi. Con kia chạy. Đó, ngủ rồi các bạn. Quá là đơn giản rồi các bạn. Đó, cứ cắn từ từ thôi là em nó ngủ liền. Con này bây giờ thì mình sẽ lấy thịt cho nó ăn ha. Con này hình như là ăn thịt cá đó bạn. Ăn thịt cá cho nên sẽ lấy thịt cá để cho nó ăn ha. Thịt cá bây giờ như vậy thì ít quá. Con này muốn tem nhanh thì cần phải có mấy cái hộp cá thịt cá tươi đó. Mà cái loại mà thịt cá bự đó bạn. Thì tem sẽ nhanh hơn nha. Nhưng mà ở bên đây thì bây giờ làm sao tìm mấy thịt cá bự được. Bên đây chỉ có mấy con cá piranha bạn. Khu vực đầm lầy nè. Cho nên đi vòng vòng đây tìm xem có cá piranha mình lấy ít thịt coi. Bây giờ thì có 18 cục thì nó hơi ít ha. Mình sợ đang tem nữa chừng nó bị thiếu thịt thôi. Cho anh đi farm một chút. Đây có thêm nè. Ok, ngon liền. Có còn nữa không anh? Xung quanh đây thì chắc là hết cá rồi. Hôm nay nó spawn nó ít cá quá. Cho nên thôi, có bao nhiêu cho ăn bấy nhiêu nha. Để cho từ từ nó đói nhiều nhiều chút mình cho ăn một lần luôn cũng được. Nhưng mà đây thì đó, một lần tăng lên được 2% bạn. 2 mấy% thôi. Và đang đói cho nên là táp lia táp lịa luôn kìa. Và ở bên khu vực đầm lầy sao mình bị nóng vậy ha. Mình đang bị nóng luôn kìa. Thấy sợ chưa? Rồi mặc đồ không có gì hết mà nóng. Cho nên cởi cái áo ra đi. Đó cho nó đỡ nóng một chút ha. Rồi được 30% bạn. Con này tem cũng nhanh nha. Trong lúc tem thì mình sẽ đi tìm con này là con cái hay con đực đây. À là con đực các bạn. Tìm thêm một con cái nữa. Mình sẽ test thử cái khả năng sấy nước của nó với lại sức mạnh của nó và cho nó sinh sản luôn các bạn. Sẵn còn ở đây thì đi tem luôn ha. Đi tìm và bắt luôn đi. Với lại đi xuống mấy cái hố nước này nè. Để mình tìm thêm mấy con cá nữa. Bên đây thì có con này luyện cấp luôn các bạn. Sẵn ở đây luôn ha. Luyện cấp luôn cho con rắn này của mình luôn. Bên đây thì không có rồi. Có mấy con ủng ỉển nè. Ủng ỉển này coi cái level bao nhiêu nha. 125 thôi hả? Cái này có con gì vậy? Con gì nó đang cắn vô người của mình. Hình như cá mấy con cá piranha đó. Đúng rồi các bạn. Piranha nha. Đó, cá piranha luôn. Và thịt này để trên người của mình đi chứ. Để trên người con rắn là nó ăn hết. Nó ăn hết đồng hồi là không có để mà tem luôn á. Và con kia thì mình quên đó. Mình đánh dấu cái vị trí của nó lại nha. Ok chưa? Đó. Lát nữa mình biết cái chỗ để mình quay trở lại chứ không là mất cái dấu luôn á. Khó tìm lắm. Cho nên đánh dấu sẵn lại đi. Phía trong này thì chỉ có mấy con khủng long này thôi ha. Vô trong này mấy con sấy nước thì bắt đầu ít lại rồi nè. Quên nữa, phun vô nó cục độc chứ. Lần trước mình đã thử cái cục độc của con này các bạn. Nó cắn thường á thì tăng turbo rất là ngon luôn. Nhưng mà ngược lại á, phun cục độc á thì nó lại không tăng turbo. Cái lạ vậy đó. Cắn thường thì tăng turbo ngon lắm, có độc cái kiểu. Mà phun độc á thì không được. À, phía đây có, ui chết. Rồi mình bị dính con đĩa rồi các bạn ơi, gớm quá. Oh no, dính con đĩa trên mặt rồi kìa. À, ghê quá, ghê quá. Đây, để mình làm cái đống lửa, mình giải quyết cái con đĩa cái đã các bạn. Gớm quá. Đây, ok chưa.
mình làm cái campfire để mình giải quyết con đĩa ở trên người của mình cái đã. Lũi lũi ở bên khu vực đầm này kiểu gì cũng bị dính. À, giải quyết con đĩa trước cái đã, nó hút máu mình đi gớm quá. Đây, bỏ vô một cái nha. Rồi, chổi hết đầu các bạn. Đốt con đĩa luôn nè. Đây, dám cắn mình nè. Đốt luôn đĩa một cái nha. Chờ đợi xem con đĩa có bỏ mình ra không đây. Mình không phải bị hút máu nữa các bạn, nhưng mà vẫn còn bị lỗi hình ảnh hay sao á. Để mình thoát ra vô lại thử nha. Rồi mình mới vừa hót ra vô lại các bạn thì để hết rồi nè. Ok ngon luôn, và lấy là cái này thôi. Ok để mình đốt, mình sợ bị hư đầu thôi cho nên cởi đầu ra. Và phía đằng trước thì có con canon level cao không đây? Có 20 thôi nha. Cho nó ăn cục độc đi, vướng vướng cái cây rồi cao lên chút đúng không, vướng cục đá bạn, vướng cục đá cho nên không được. Mua một cái nè, dính con cá sấu nè, canon luôn nè, đi luôn. Phun canon thì nó không tăng turbo, cắn một phát chết luôn. Canon cắn một phát đi luôn. Ô con đực à, con mình đang sở hữu cũng là con đực luôn ha, phải như là con cái thì ngon quá rồi. Con phía bên kia của mình con đực luôn nữa mới đau chứ, cho nên thôi tạm biệt em nhé, rất tiếc. Luyện cấp luôn bạn. Ok ngon lành, con này hãy tử luôn. Vậy là đây thì xung quanh đây có ăn, có con heo nữa kìa. Con heo cấp độ nhiêu đây? À, 80 hả? Cho nó ăn cục độc luôn, tử nó luôn. À, con rắn của mình bị dính đĩa hay sao bạn ơi? Rắn này của mình mới bị dính đĩa rồi, mình thấy nó bị hiệu ứng nó hút máu kìa bởi con đĩa kìa. Còn mình thì có không? Mình thì không bị đúng không? Mình không bị nhưng con rắn bị. Lát nữa mình sẽ về mình bắt đĩa cho con rắn của mình. Còn bây giờ thì cứ đi thôi bạn. Ôi, ở phía trước có con Spino nữa nè. Spino thì cấp độ có 45 thôi. Spino nhà mình thì bây giờ có nhiều lắm các bạn, toàn là quái vật thôi à, cho nên không cần. Ui đây cá piranha nhiều nè. À, cá piranha nhiều các bạn, cho nên là xử luôn mấy con cá piranha nhá. Ây da, nó cắn như cái hông. Táp nó không được mà nó táp mình được. Bỏ chạy kìa. Rồi xuống farm ít cá piranha luôn. Rồi lấy thịt ra để trên người của mình nha, chứ để con rắn nó ăn hết á. Rắn nó làm nhanh lắm, nó sẽ ưu tiên ăn cái con cá trước bạn, thịt cá trước, rồi sau đó nó mới ăn tới cái phần thịt bình thường, cho nên là lấy ra luôn. Phía bên đây thì chỉ con Sibino thôi ha, cho nên là phun động Sibino luôn đi. Đấy, đáp Sibino này luôn, chơi luôn. Có K5 nữa kìa, đáp ngoài trước đi. K5 lên bao nhiêu đây nè? Có 20 thôi hả? Rồi thì tạm biệt Canon nha, phun cho cục độc nè, phun cho cục độc nè, một phát đi luôn. Rồi mình sẽ đi tới luôn các bạn. À, cá sấu nhỏ hả? Cá sấu nhỏ cấp độ 55 đi luôn, đi sâu vào trong khu rừng này thử coi có thêm nữa không nha. Mình bị đói rồi, mình ăn vô một cái. Phía đằng xa xa đằng kia mình thấy có một con, phía bên đây thì chỉ có mấy con khủng long bình thường thôi. Phía bên kia kìa, đó. Mình sẽ qua phía bên đây để mình coi coi cấp độ con này cao không nha. À, cấp độ có 20 thôi các bạn. Và cá kìa, thử với con cá luôn. Để trên người của mình thì nó hơi nhanh hư thịt một chút, nhưng mà nó không có bị ăn các bạn, cho nên cứ để trên người của mình thôi. Rồi con này thì xử lý nó luôn cái đã. Chắc là bây giờ mình sẽ quay trở lại đó bạn. Hồi nãy mình mới thoát ra vô lại cho nên nó bị mất cái phần đánh dấu rồi, mất tiêu rồi. À, vẫn còn đánh dấu được nè, chắc là đó, hình như nó bị thiếu thịt đó các bạn ơi, nãy giờ mình đi xa quá nó thiếu thịt rồi ha, cho nên là quay trở lại cái đi, quay trở lại chỗ nãy mình xem cho nó nhanh nhanh chút. Động thổ xuống phía bên dưới đi. Động thổ xuống phía bên dưới thì nó sẽ nó không có tốn oxy các bạn, nhưng mà mình bị tốn oxy ha, cho nên là lên phía bên trên thôi. Nãy giờ quên để ý nữa, nó thiếu nó vẫn còn thịt nè. Vẫn còn thịt nhưng mà tem hơi lâu một chút ha, mới được có 90 mấy% thôi. Nó ăn khoảng tầm vài lần nữa thôi là xong mà. Ok cũng sắp xong rồi. Xong thì cứ để nó ở đây thôi. Con rắn này thì vẫn còn bị dính đĩa, lát nữa mình sẽ đốt cho nó hết đĩa. Còn bây giờ thì đi tìm tiếp thôi các bạn. Mình sẽ nhanh nhanh mình tìm thêm một con nữa đi, tìm thêm một con nữa cho nó xịn xịn chút rồi về cho nó sinh sản luôn, chứ bây giờ có một con thì cũng tội nghiệp đó, nó sẽ bị cô đơn đó các bạn. Cho nên là đi tìm cho nó một người bạn luôn ha. Đi thế này, phía đằng trước mình thấy có một con nữa nè các bạn,
Rồi mình bị dính thêm con đĩa nữa rồi. Trời ơi, bị dính đĩa hoài luôn á. Đây. Ok chưa? Bỏ gỗ vào đi đốt. Đây, bỏ gỗ vào đi đốt chứ. Tháo đồ ra cái đã. Để nhảy vô đống lửa nó bị hư đồ của mình đó bạn. Nhảy vô đống lửa một cái nha. Rồi. Đốt một chút cái nè. Tụt máu xuống rồi. Mà vẫn không bị thấy mất cái con đĩa ha. Chắc là phải thoát ra vô lại rồi cho nó mất rồi. Còn phía bên kia chắc là tem xong rồi bạn. Tem xong rồi đúng không? Bên kia chắc là xong rồi đó. Bị không có cho nên thôi mình thoát ra vô lại một cái nha. Rồi mình đã quay trở lại các bạn. Mỗi lần mình thoát ra vô lại là mất tiêu cái con đĩa liền ha. Hay ha. Còn con này của mình còn đĩa không? Để lên thử coi. Ôi nó bị dính hai con đĩa luôn rồi. Bây giờ cách nào để giải quyết con đĩa cho nó bây giờ? Có cách là lên trên đống lửa không ha? Đốt lửa thử coi nha. Con này mình cũng chưa có kinh nghiệm giải quyết đĩa cho nó nữa. Nó bự quá bây giờ không biết chết đĩa cho nó làm sao đây. Thử coi. Đốt thử coi có mất đĩa cho nó không nha. Đây. Đây nó mất máu rồi nè. Ok. À hết hết đĩa các bạn. Đó. Đốt lửa cái hết đĩa liền ha. Hết cái hiệu ứng lợi đĩa rồi kìa. Đống lửa thì mình sẽ lấy gỗ ra đi. Để lát nữa có bị dính đĩa nữa đó các bạn. Thì mình sẽ đốt tiếp ha. Ok. Còn phía bên kia thì quan sát level của nó thử coi. 150 và là con đực luôn hả? À, con đực. Có con đực thì chơi luôn các bạn ơi. Tem con đực luôn ha. Đây, cắn một phát nè rồi. Chết turbo luôn. Bây giờ có con này tem cũng dễ lắm. Tăng turbo lên cũng nhanh. Lên khoảng tầm ngàn mấy á. Con này mà mình tăng sức mạnh lên cho nó nữa chắc là nó đánh một phát chắc là lên 2000 turbo luôn quá. Nhưng mà nó mạnh quá, đang sức mạnh mạnh quá đâu thì cắn phát nó chết luôn rồi, coi như tập luôn cũng không ổn. Cho nên như vậy mình thấy cũng được rồi. Cắn phát ngàn mấy turbo là thấy ổn rồi. Còn nó đâu rồi? What? Ủa? Nó đang cắn mình cái tự nhiên mất tiêu vậy? Hình như nó bị con rắn của mình đè đó bạn. Đè xuống nó chìm xuống đất cái nó bị lỗi luôn hay sao rồi nè. Rồi luôn, em nó đi luôn rồi. Mất tiêu luôn rồi, bên kia có con Tenro thôi à. Tenro đang đánh với con gì vậy? Bên kia là con cái các bạn. À, hình như con nãy mình bắt được là con đực phải không? Con này là con cái. Đây 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 đây. Chờ luôn nha. À, nó chưa thấy mình các bạn. Có con cá sấu nữa kìa. À nó thấy rồi, nó thấy rồi. Đây 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 rồi, đây rồi. Táp thêm một cái nè, tăng turbo lên liền. Chờ đợi một chút nha. Con cá sấu chạy nó đi. Chờ đợi cho lên ngàn mấy turbo cái nó ngừng lại, nó không tăng nữa, mình cắn thêm một phát nữa. Ai da ai da. Ai da, nhìn ghê vậy. Nhưng mà bập 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 luôn vậy. Ok, và kiểm tra lại xem coi. Em nó được bao nhiêu rồi? 2000 mấy đúng không? Cắn cho một phát nữa. Cắn tầm 3 phát hả bạn là nó đi rồi. Ngủ không? Nó chạy rồi, mình vẫn nhìn thấy nó. Rồi nó ngủ rồi bạn ơi, mình thấy nó ngủ bên kia rồi. Ôi. Con cá sấu 140 luôn hả? Quá trễ rồi cho nên là thôi. Hẹn gặp lại lần sau nhá. Hẹn gặp lại kiếp sau vậy. Trong này bây giờ mặc cái bộ đồ của mình lên cái đã. Để tháo đĩa cho nên là chưa có mặc lên. Và trên người của mình vẫn còn thịt cá cho nên là bỏ lên cho em này nó ăn luôn đi các bạn. Có gì cho ăn cái nấy nha. Nhà nghèo cho nên là tạm thời ăn thịt cá bình thường thôi. Em nó cũng táp cũng nhanh lắm á. Còn ở phía bên kia thì sao đây? Bên kia thì bây giờ mất cái điểm rồi ha. Nhưng mà ở gần chỗ cái chỗ ra căn cứ cũ của mình thôi các bạn. Cho nên là cũng được, không sao. Em này thì mình sẽ đánh dấu lại luôn đi. Đánh dấu lại cho. Chỉ sợ dính con đĩa các bạn. Mình thoát ra vô lại cái nó bị mất cái phần đánh dấu thôi. À con cá sấu nè. Để mình coi coi. Cá sấu là cấp độ 20 thôi hả? Cho ăn cục độc luôn. Một cục độc một là đi à. Ra đây có thêm một con nữa nè. Con này cấp độ nhiêu đây? À 85 à. Ui hai con luôn kìa. Ba con luôn hả? 85, 55 và bao nhiêu vậy? Cắn mấy con này trước rồi đã. Mấy con này là gần mình táp nó trước đi. Cá sấu nhỏ nữa kìa. Cá sấu bự, cá sấu nhỏ nữa nha. Bên thu vực đầm lầy thì nhiều lắm. Rồi có một con kia nhào vô luôn rồi, chơi luôn đi, lỡ rồi. À có 15 mà. Nguyên một đàn của nó luôn. Và về tới nhà của mình rồi hả? À về tới nhà luôn rồi nè. Sau một chuyến đi vòng vòng thì về tới cái căn cứ cũ của mình luôn. Quý bên đây thì có mấy con này hả? Combo liền. Cắn thượng phát cục độc phát là đi. Rồi con kia thì mình cứ để ở phía bên kia thôi. Con này thì chắc là tem xong ở bên đây rồi nè.
cục độc nè, đi liền. Phía bên đây thì sao rồi? À em đã tỉnh rồi phải không? Em ở đây phải không? Ủa con này không phải. Con này hả? Ủa con này không phải các bạn ơi, con này ngoài thiên nhiên. Cho nên xử nó luôn. Phải mình tem nó phía bên kia kìa. Đó, nhìn thấy nó đơn đơn các bạn, chắc nó rồi chứ gì nữa. Nó phía bên đây nè chứ không sai đâu. Đây rồi, nó đây rồi các bạn. À bây giờ thì sao ta? Sẵn ở đây các bạn, mình sẽ trang bị cho nó cái yên luôn ha. Yên để mình có đem theo nè. Cộng thêm một chút quay ở đây. Với lại máu lên. Rồi phần thịt cá thì trong này còn không? Không biết là sau khi tem xong thì thịt bình thường nó có ăn được không ha? Chắc là được đó các bạn. Đâu mình thử coi nha. Thử xem có nó ăn thịt bình thường không. Rồi chừa 40 cục hả các bạn, để xem có nó ăn không ha. Cộng thêm máu cho nó và lên cấp thêm nữa nè. Cộng thêm sức mạnh với tốc độ đi. Con này thì cưỡi thử luôn các bạn. Chờ đợi cho nó tỉnh lần cái đã. Con rắn thì mình cứ để nó ở đây thôi. Còn phía bên kia thì sắp sửa cũng xong rồi kìa. Con này mình thấy nó giống giống con Allosaurus ha. Và nó có khả năng nhảy nữa nè các bạn. Nó nhảy được. Nó nhảy được, mình có cảm giác nó giống như sự kết hợp giữa cái con gì đó là con Raptor. Đúng rồi con Raptor các bạn, con Raptor có khả năng nhảy nè. Còn hình dáng của nó thì giống giống cái con Allosaurus ha. Allosaurus thì nó bự hơn chút, còn con này thì nó hơi nhỏ. Kiểu như nó được hai con kết hợp lại với nhau á. Nó có hình dáng nhỏ hơn con Allosaurus và nó được thừa hưởng cái khả năng là nhảy nữa. Và con này thì có khả năng xoáy nước nữa các bạn. Cái này thì cái này kiểu như gầm nè. Gầm nè, để mình quay ra. Gầm nè. Và khi mà nó ở trạng thái bơi đó thì nó có thể xoáy nước được. Ở đây thì bơi nè. Đó, xoay cái đuôi các bạn. Cho nên nó được gọi là con khủng long xoáy nước. Đó, mình sẽ gọi nó là khủng long xoáy nước đi cho nó dễ dễ phân biệt các bạn. Và quay trở lại xem con này xong chưa nhá. Bây giờ không còn con nào hết các bạn. Khu vực đầm lầy bị mình lia hết rồi. Cho nên bây giờ không có con nào test thử đam hết à. À con này cũng xong rồi nè. Bây giờ thì chỉ có cách là hút nó vô trong quả cầu đem về thôi. Đây, hút nó vô trong quả cầu để đem về luôn nha. Ai da, ai da, cái gì vậy? Ờ, con kiến nó cắn mạnh bạn. Hút nó vô trong quả cầu để mình đem về luôn, thịt còn dư nè. Tại trong này thịt. Hình như nó không ăn thịt bình thường các bạn ơi. Bỏ thịt cá cho thử coi. Đó, nó ăn thịt cá liền nè. À, vậy là nó ăn thịt cá rồi, thịt bình thường nó không ăn. Bây giờ không còn con nào để thử sức mạnh của nó hết rồi. Để đi sâu sâu vô trong này thử coi có không ăn. Xem có con cá sấu nào lạc lòi không. Có kiến nè các bạn. Kiến thì đâu phải để test đam đâu. Để farm chip pin với lại farm xi măng thôi. Còn trong này thì không thấy cái con gì để test luôn á. Tuyệt chủng luôn rồi. Chắc là phải chờ đợi cho nó spawn ra thêm mình mới có thể test được. Ai đây, đây. Con gai hả? À có cá sấu nè. Wow, cắn cũng được 200 mấy đam chứ bộ. Cũng ngon á. Còn con gai này thì nó hơi trâu chốt ha. Rồi, luyện cấp là lên cấp liền. Cộng thêm chút stamina nữa đi. Rồi con này cho tốc độ với lại tốc độ di chuyển. Chắc là sẽ nhanh lắm luôn á. Con này cộng nhiều tốc độ cho là di chuyển nhanh như Raptor luôn đó các bạn. Nhanh như Raptor mà còn có khả năng chiến đấu mạnh nữa. Trâu nữa chứ. Con Raptor thì máu nó yếu lắm. Còn con này thì trâu hơn. Với lại có khả năng, kỹ năng đặc biệt của nó là xoáy nước nữa. Xoáy nước thì bên khu vực đầm lầy này ít nước quá cho nên cũng hơi khó xoáy ha. Có xoáy được ở đây nè. Mà ở đây đâu có con gì đâu để test thử. Ai da, ai da, cái gì vậy? Đánh đánh chậm à. Đánh chậm, đây rồi. Cắn chậm nè. Bây giờ chắc là mình sẽ hút con rắn của mình vô đi các bạn. Hút con rắn của mình vô, sau đó thì mình sẽ đưa mấy con này về, dịch chuyển về luôn ha. Rồi mình sẽ cho cái con khủng long xoáy nước đó các bạn đi xuống phía bên dưới khu vực đại dương để test thử sức mạnh của nó luôn ha. Còn bây giờ thì chạy về chỗ với con nhện thôi. Mình sẽ dịch chuyển phát đưa con nhện về cái căn cứ của mình luôn. À bây giờ thì mình sẽ dịch chuyển về với cái khu vực đầm lầy luôn. Đây, để nói chuyện với con trợ lý nha. Để nó đưa mình về với cái khu vực lộn, khu vực đại dương chứ. Đưa con này về luôn các bạn. Cộng với lại con cái ở trong này nữa. Con này con đực phải không ta, quên nữa. À đúng các bạn, con đực hên quá. Nãy giờ quên để ý các bạn xem qua con cái hay con đực. Mình nhớ may mắn là con này là con đực thôi. Còn con kia là con cái. Dạ yeah, đủ, con rắn thì tạm thời chót ở trong này đi. Khi nào cần mình sẽ quăng nó ra phía bên ngoài để đi tem thêm ha. Từ lúc có con rắn thì tem mấy con này cũng trở nên dễ hơn. Raptor chắc là cũng tem được thôi. Raptor chắc là con rắn của mình cắn vài phát chắc là ngủ mà. Con này thì cắn hình như là tầm 3 phát bạn. 150 như cắn khoảng 3 phát thôi là ngủ rồi.
Còn nếu mà cắn lõi một chút thì bốn phát là xong. Bây giờ thì phía bên đây thì buổi như là chiều tối hay là buổi sáng nha. Như buổi sáng á, con nhện thì mình cứ để nó ở đây đi các bạn. Mình sẽ sử dụng con này để xuống phía bên dưới đài, nhảy xuống phía bên dưới biển, mình thử sức mạnh của nó trước cái đã, rồi sau đó thì về cho nó sinh sản luôn ha. Sao ha, đây 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 đây, sấy nước một cái xem coi. Đó, rồi sấy ở nước sâu đó bạn, ở bên khu vực đầm lầy thì không có nhìn thấy ha, nhưng mà sấy dưới này thì thấy hiệu ứng, sấy nước đã lắm nè. Đó con lươn điện nó cũng bị, nó bị chóng luôn rồi kìa, cái đó ra luôn rồi, chết thịt nó luôn. Ok, bây giờ thì tìm con này bơi cũng nhanh thôi, cộng cho nó thêm, ui nó lên cấp nè, thêm chút máu để cho nó hồi phục lại đi, thêm chút sức mạnh lên, quay thêm chút nữa đi. Stamina chắc là cũng tạm ổn rồi, con này mà bơm tốc độ nhiều cho nó với lại sức mạnh của nó thì chắc là ngon á ha. Cái này sắp sửa có lốc xoáy hay gì nè, thấy cái luồng nước xoáy rồi đó nha, cho nên để né đằng cái. Con này bơi cũng nhanh đó bạn, cộng tốc độ nhiều cho nó chắc là nó sẽ trên bờ đi nhanh và dưới nước thì cũng đi nhanh luôn, cũng ngon. Và đi sâu xuống phía bên dưới luôn. Đây đây đây, có con mấy con cá đầu đá nữa các bạn, ở đây xuống mình thử nó luôn các bạn. Đây cái đầu đá đâu, xoáy một cái coi. Rồi học bài, ui có mù sa dưới nữa kìa. Mục tiêu sắp tới của mình đó các bạn, ở đây thì có lốc xoáy hả, ở nó đơn đó kìa. Ây da, nó hút mình vô, nó hút mình vô, cái lốc xoáy nó hút mình vô kìa. Con cá đầu đá bây giờ nó đơ cái mặt là các bạn, chạy đâu ở đây mà mình sấy liên tục chắc là nó không có đi được luôn đó các bạn. Nhưng mà con cá đầu đá này nó trâu quá ha, con này cấp độ nhiêu vậy, 145 luôn hả. Thôi 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 thôi, 145 thì mình sẽ để dành lại đi, giết nó uổng đó các bạn, để dành lại nha, giết nó thì uổng lắm. Sau này có cần nó thì mình sẽ bắt nó luôn. Trên này thì có con mega nè, xoay một cái thôi coi, dính liền đó, nó phải đơ ra như vậy bạn. Cắn mình không được ha, mình sẽ cắn nó được rồi, sấy thì một cái nó bò vô kế tiếp, cắn tiếp đó, cái như vậy làm tới thôi. Nó nhúc nhích đúng không, chống cự nè. Chống cự là bị sấy liền, sấy cho một cái. Ok tiếp tục các bạn, con này cấp độ nhiêu ha, ai da lương điện hả, à con quỷ kia cấp độ 90 thôi, sấy một phát bơi mỏ liền 90 nè. Con này cắn không được nhiều đam đâu, cộng thêm chút sức mạnh cho nó đi các bạn, nãy giờ có tăng sức mạnh nè, tăng toàn tốc độ di chuyển thôi, làm sao nó mạnh được, mới được có 100 mấy thôi. Con này mà mình cho nó sinh sản ra baby đó các bạn, rồi sau đó thì cộng sức mạnh cho nó nhân giống ra thế hệ F1 F2 các kiểu nữa thì thôi, trời ơi chắc là xịn lắm luôn á. Nhưng mà cái khuyết điểm của nó là phải xuống dưới nước, nó chỉ đánh được những cái con ở dưới nước thôi, còn trên bờ nó không xoay được ha. Trên bờ mà nó xoay được cái đuôi mà nó làm chón được nữa thì chắc là nó bá đạo lắm luôn á. Chón sau đó thì sử dụng con rắn đó bạn để cắn cho ngủ á, thì trời ơi quá là ngon rồi. Rồi bây giờ mình sẽ về hả bạn, nhà của mình thì đây, căn cứ của mình ở phía bên đây thôi, rùa thì đang ngủ nè. Một con thì đang hồi máu, còn một con thì đang ngủ. Rồi lên phía bên trên mình cho nó sinh sản thử luôn nha các bạn. Bây giờ thì quăng luôn con này, kiểm tra thật chính xác để mình quăng không có bị lộn nha. Đây ok, con này thì chưa có yên, lần trước thì mình nhớ là mình có đánh boss mình có được yên ở trong này nè, để coi Barry gì đó đúng không, đây đây có nè bạn, đây bên đây thì có không, bên đây thì coi có không, à không có đâu bạn, chỉ có đúng hai cái thôi ha, hai cái này, cái kia là chạy đua có được, còn cái này thì đánh boss này các bạn có được nè. Con này thì cứ để từ từ mình sẽ cộng điểm cho nó sau đi. Bây giờ thì bật tính năng sinh sản của nó lên luôn, còn ở phía bên đây thì cũng bật lên luôn một cái, đó bắt đầu nổi tim rồi nè, tục văn của nó thì lượm đi ổng đó, ông giao phó bắt đầu tăng lên rồi các bạn, chờ đợi một chút thôi ha. Và qua phía đây để kiểm tra lại xem coi rổ phía bên đây thì coi sao đây, à mới được khoảng 20% các bạn, hết berry trắng rồi, cho nên là sắp tới mình sẽ AFK ở đây để cho rùa này nó tỉnh lại nha các bạn, với lại cho con này hồi máu lại nữa. Con này bây giờ muốn cho nó hồi máu nhanh thì chắc là phải đem cái con heo bạn, con heo hồi máu nè, heo hồi máu bây giờ thì có cái vấn đề là thiếu thức ăn quá rồi, cho hồi máu thì cũng được các bạn nhưng mà thiếu thức ăn quá. Cái có bao nhiêu hồi máu bấy nhiêu nha, bật cái tính năng hồi máu lên, ok chưa, đó thì được hồi máu liền, hồi phục máu lên nhanh hơn bình thường liền các bạn, cứ để cho từ từ hồi phục máu thôi. Mà hồi nãy thịt đó thì trên người con sấy nướng này của mình có nhiều lắm, cho nên là lấy ra một ít, bỏ ra trên này một ít thôi.
Rồi, cho cái em heo ăn các bạn, ưu tiên cho em heo ăn đi ha. Em heo thì để cho ăn được nhiều phút hơn các bạn. Thì mình sẽ nấu đồ ăn lên đi. Nấu đồ ăn lên để cho được nhiều hơn ha. Đây, bật cái này lên. Rồi, lấy cái phần thức ăn đã được nấu ra phía bên ngoài để cho em heo ăn cái lời hơn. Đây, hết rồi luôn đi. Rồi, quăng thịt cá vào trong này tiếp. Thịt thối thì bây giờ mình nhiều quá là các bạn, cho nên dục luôn cũng được. Rồi, quăng thịt cá vô luôn. Ok, ở đây thì sao rồi? À, sắp sửa cũng xong các bạn. Sắp sửa đã có được baby rồi các bạn. Ngon lành luôn. Phía bên đây thì cho em heo ăn thịt đi. Ê, chết, 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 chết. Dục lộn các bạn. Dục lộn cái thức ăn ở phía bên ngoài. Bấm lộn nút mới rớt ở phía bên ngoài hết luôn chứ. Rồi, bỏ trong này để ăn luôn. Còn dư cục thịt cho ăn luôn. Phút thì hết sạch các bạn. Mới bật lên cái phút tuột xuống cạn sạch luôn rồi. Bên đây thì được khoảng tầm 15% ống máu hả bạn, và cộng thêm tốc độ nhiều nhiều chút ha, để sau này đi bắt thì di chuyển cho nhanh hơn chút. Và cộng cấp phú gần ghê không. Bây giờ đã trở thành cụ rùa rồi, mang màu xanh này. Giống như rùa độc hả bạn, cậu phía đây không có bị mất máu cho nên là không có thấy hiệu ứng bị dính sơn các bạn, máu không có tua tủa ở phía bên ngoài ha. Đây thì cứ để từ từ cho tỉnh là thôi, không có gì phải gấp gáp hết. Ở đây thì sao rồi, đẻ trứng chưa? À được rồi các bạn, đây rồi trứng đây rồi. Để tắt đi phần giao diện để nhìn nè. Trứng này nó nhỏ nhỏ ha. Ok, xong rồi thì trứng này ở bên khu vực đầm lầy chắc là cũng dễ ấp thôi, mình nghĩ chắc là cần khoảng đống lửa thôi là được. Thử là phải không nha. Ai dục ra phía bên ngoài thử coi, mở giao diện lên. À được đấy các bạn, trời ơi. Quá là đơn giản là các bạn, không như cái trứng của con rùa ha. Trứng con rùa lần trước tìm cái chỗ để ấp cái trứng các bạn đá đời luôn mới được á, đem qua bên khu vực băng tuyết cũng nóng. Và làm máy lạnh thì chắc là phải làm nhiều máy lạnh lắm cho nên hơi tốn kém, đấy là mình đã phải lặn xuống tuốt ở phía bên dưới đại dương sâu á thì mới được. Trong lúc chờ đợi cho cái trứng nở thì mình sẽ lên phía bên trên để mình coi coi. Wow. Bữa giờ không có lên trên này các bạn ơi, bữa giờ mình không có sử dụng polymer cho nên là không có lên trên này, cho nên là có nhiều chim cánh cụt lắm. Làm ít nha, lên 300 mấy rồi nè, 400 mấy luôn, đánh đóng luôn á. Quá nhiều luôn rồi. Polymer bây giờ thì coi nè, nhiều xài không hết luôn á. Giờ thì lấy thịt ra đi. Thịt thì mình sẽ để lại trên cái máy thức ăn này để cho mấy em chim cánh cụt nó ăn tiếp nha bạn. Những em chim cánh cụt còn sống sẽ được ăn thịt, còn phần thịt đùi còn dư thì đem xuống dưới cho heo ăn cũng được. Mà trong này thì sao đây, trong này thì thịt cá bạn nướng nhanh lắm cho nên là lấy thịt này ra rồi bỏ thịt đùi trong này để anh nướng lên luôn cũng được. Thịt đùi thì không bỏ cho được nhiều ha. À xong rồi nè. What? Nhanh như vậy? Ok, đánh chủ sở hữu cho em nó luôn. Ok, dẫn 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 ra phía bên ngoài các bạn. Nhanh hơn. Thịt đùi thì cái con này nó không ăn thịt đùi nữa chứ, nó ăn thịt cá. Nó ăn thịt cá nữa chứ. Đây đây đây, con này nè. Bỏ thịt đùi cho thử thôi, thịt cá chín nó ăn không? À nó ăn các bạn. Ồ, thịt cá chín ăn hả? Ok, vậy cho ăn thịt cá chín cũng được. Cho nó ăn từ từ luôn các bạn. Cho nó tăng lên luôn ha. Còn cái phần thịt đùi còn lại thì mình sẽ cho em heo ăn đi. Đây, đồ cho em heo ăn với lại bỏ cái này vào trong này luôn ha. Để cho em mấy từ từ hồi phục máu lại. Còn ở phía bên trong này thì thịt cá thì chính vẫn có thể ăn được, cho nên là sẽ tăng lên từ từ các bạn. Và em này hình như là giống cái em mấy con cái ha các bạn. Thường á là mấy con á nó hay giống mấy cái con cái đó. Nó cho ra màu xám xám mà. Màu này là đen đen các bạn, đen đen với màu xám xám ha. Nhìn nó kìa, mắt của nó hổ báo ghê. Để giờ mình không có ngắm nhìn cái con bự ha. Ngắm nhìn cái con chút thôi. Con này thì còn 7 phút nữa mình sẽ chăm sóc cho nó đó. Thì nó sẽ được hài lòng thôi. Bà con phía bên đây thì có thức ăn chưa? Chưa có thức ăn đúng không? Cho nên là lấy một ít bên đây qua phía bên kia đi để cho nó ăn luôn các bạn. Bây giờ thì để nó ở đâu đây? Con này thì chắc là để tạm nó chính giữa này hả các bạn. Sắp tới cho phải thêm một cái sàn nữa rồi. Bắt đầu thấy chật rồi bạn ơi. Bắt được hai cái con rùa thêm cái bắt đầu thấy chật rồi. Rùa chắc là sau này mình sẽ để ở dưới nước thôi chứ để trên này thì nó chật quá. Và rùa đang được hồi máu kìa. Thấy cái hiệu ứng xanh xanh trên lưng đó các bạn. Là đang được hồi phục máu á. Máu thì đó được lên rồi, khoảng tầm 30% rồi ha. Lên cũng nhanh. Vậy là trong tập tiếp theo các bạn, mình có thể sử dụng rùa này để xây dựng cái bẫy đi bắt con mosa được rồi đó. Thì trong thời gian giữa hai tập chắc là mình sẽ chăm sóc cho cái con baby này nó trưởng thành lên đi. Con này thì cũng lớn lên cũng nhanh lắm.
Thịt thì có nhiều rồi. Ui, nó ăn thịt nhanh dữ vậy. Cho mày còn thịt nữa không ta? Ở còn nữa nè. Lấy ra tiếp để cho em nó ăn ha. Em nó còn nhỏ cho nên là ăn nhiều lắm các bạn. Cho anh bỏ thêm vô nha. Đấy. Như vậy trong tập ngày hôm nay thì mình cũng đã bắt được thêm hai con khủng long mới các bạn. Và test thử sức mạnh của nó thì cũng thấy cũng khá là ok, cũng rất là ngon đó các bạn. Và thời lượng video của tập ngày hôm nay cũng đã khá là dài rồi, cho nên là mình sẽ tạm dừng cái video này tại đây thôi các bạn. Nếu các bạn cảm thấy thích cái phần chơi này của mình cũng như những chuyến đi săn bắt khủng long thì hãy ủng hộ mình bằng cách để lại cho mình một like và một đăng ký kênh để mình có động lực làm thêm những cái video tiếp theo cho các bạn cùng xem nữa nha. Còn bây giờ thì bye bye.